kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam. Bàn tay đẫm máu. Bàn tay đẫm máu. Giết thôn ép người dọn đi. Giết thôn ép người dọn đi. Doanh nhân độc ác. Doanh nhân độc ác. Ông Trác chúc mừng nha. Ông Trác chúc mừng. Ông Trác xin chúc mừng. Ông Trác yên tâm, tối nay đám công nhân kia sẽ không đến gây sự đâu. Cũng đã dặn các công nhân có mặt ở đây rồi. Chúc mừng ông Trác. Uống tự nhiên, uống tự nhiên. Ông Trác, uống tự nhiên. Chúc mừng ông Trác. Uống tự nhiên, uống tự nhiên. Chúc mừng ông. Ngư sinh hôm qua dự chúc mừng ông Trác nhận quân chương. Tất cả ông lớn của giới kinh doanh và chính trị đều đến tham dự. Một lát cậu hãy chào hỏi họ đàng hoàng nha, để cho họ biết cậu chính là người thừa kế tương lai của Bảo Diệp. Hiểu rồi. Cảm ơn ông. Qua ông nội trước đi. Cứ tự nhiên nha, đừng khách sáo. Ông nội. Ý, Huệ Dân. Chúc mừng ông nội nha. Chúc mừng ông nội. Cảm ơn. Tới quân chương danh dự cao nhất cũng lấy được, lợi hại lắm. Núi này cao có điếu khác cao hơn, Wilson. Nhớ đó, mãi mãi phải tiến lên một tầm cao mới. Con biết rồi. Sức khỏe của ba không được tốt, hôm nay không thể tới chúc mừng, xin lỗi nha. Nè, ba của con giao lại công ty cho con, không cần phải cực khổ nữa. Sức khỏe tự nhiên sẽ hồi phục nhanh thôi. Cố gắng lên đi. Con biết rồi, tiến lên một tầm cao mới. Thông minh lắm. Ê, tức sĩ Dương tới rồi. Ông qua đó nói vài câu. Em đi chuẩn bị chút đồ trước. Tứ đại hào phú cũng đến đông đủ, lẽ ra ông Trác phải dẫn cậu đi qua đó chào hỏi mới phải. Tôi quen biết con trai của họ là được rồi. Tôi đi nghe điện thoại, lát nữa dẫn cậu qua đó giới thiệu cho cậu làm quen. Chú sĩ Vương. Xin được chúc mừng ông Nga. Quân chương này nó đến hơi trễ đó. Ông xứng đáng được nhận mà. Chú sĩ Vương quá khen rồi. Làm gì có. Chúng ta chụp tấm hình nha. Được thôi, xin mời. Qua bên này chụp đi. Làm phiền, làm phiền. Tránh ra. Ông Trác nhìn bên này đi. Nhìn bên này. Được rồi. Bên này. Cười lên. Bên này. Làm ơn. Làm phiền. Cảm ơn. Cảm ơn. Nhìn bên này. Cảm ơn. Chúc mừng chú nha. Chúc mừng chú. Cảm ơn. Chúc mừng. Chúc mừng. Tập đoàn có sự phát triển như hôm nay, tôi mới có thể nhận được quân chương này. Ê, cháu trai tôi giỏi lắm, đã giúp đỡ rất nhiều. Tốt lắm, tuổi trẻ tài cao. Thực ra tôi theo chú làm ăn bao nhiêu năm nay, vẫn đang trong quá trình học hỏi. Nhưng mà chú tôi mỗi sáng đều luyện thái cực. Loại tinh thần tự giác này tôi mãi cũng không học được đó. Đứa cháu này của tôi thích nói giỡn lắm. Chú Thành Trác, hôm nay vui như vậy hay làm phát biểu cảm nghĩ khi được đề cử trong danh sách nhận quân chương đi. Lợi nhuận của tập đoàn Dương Trác đạt đỉnh cao mới. Chủ tịch Trác đối với chuyện này có suy nghĩ gì? Xin lỗi ông, tôi trả lời câu hỏi của các bạn phóng viên trước nha. Cứ tự nhiên, ông cứ bận trước đi. Bên này nè ông Trác. Cứ từ từ từng người đặt câu hỏi đi. Ông Trác, tập đoàn Dương Trác và chính phủ Brunei hợp tác có phải sẽ tiếp tục mở rộng phát triển tại Đông Nam Á không? Xem ra ông Trác phải cảm ơn suy gia của mình rồi. Chủ tịch tập đoàn Bảo Diệp ông Tưởng trước hiện có quan hệ tốt với chính phủ Brunei. Ông và bên đó hợp tác có sự giúp đỡ của ông Tưởng không phải như hổ mọc thêm cánh sao? Hợp tác nhất định phải đôi bên cùng có lợi. Cô phải nói là cùng bổ trợ nhau mới đúng đó. Ông Trác, gần đây ông thu hồi đất thôn cũ để nhận lại rất nhiều sự phản đối. Ông hãy phản hồi chút đi. Những vấn đề này không liên quan đến việc nhận quân chương, chúng tôi sẽ không trả lời. Ảnh hưởng đến danh dự doanh nghiệp, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến việc nhận quân chương. Ông Trác, ông phản hồi một chút đi mà. Ông Trác, phản hồi đi. Đủ rồi. Nghe vui vậy đừng có hỏi mấy vấn đề này. Chú ba, chúc mừng chú nha, chúc chú thành công. Ông nội, tặng cho ông nè. Chúc ông vịnh qua trên gấm. Cảm ơn con cháu gái ngoan. Chúng ta chụp hình đi. Nhìn qua bên này nha. Bên này. Cảm ơn. Cười lên. Chào Wilson. Thế Kỳ,
Gần đây ít khi nhìn thấy anh ở quán bar Tiger. Sao vậy? Bận rộn làm người thừa kế hả? Gái ở đó không được. Đúng rồi, gần đây xưởng rượu của tôi mới tung ra một loại rượu vang ngon lắm. Hôm nào tới du thuyền của tôi thử đi. Được, cho thời gian cụ thể đi, tôi nhất định tới. Không thành vấn đề, tôi thích những người mau lẹ đó. Ông nội lợi hại thiệt. Một ánh mắt đã khiến đám phóng viên kia không dám nói lung tung rồi. Chủ tịch tập đoàn Dương Trác, một nửa người Hồng Kông phải dựa vào chú ấy nuôi, ai dám đắc tội chứ. Trước đó tôi ở nước ngoài, có rất nhiều chuyện cũng gần như mới nghe thôi. Hình như là cậu đang muốn dò hỏi tôi hả? Cứ hỏi đi. Không phải là dò hỏi, là muốn quan tâm một chút. Nghe nói vì ông nội này đã chính tay hại chết con trai ruột của mình, có phải là thật không? Người ta nói gừng càng già càng cay mà. Chú ấy là chủ tịch tập đoàn Dương Trác. Cậu tưởng chú ấy thực sự là ông nội hiện từ trước mắt sao? Những thứ nhìn thấy chưa chắc là thật. Câu này tôi hiểu mà. Làm phiền chú Wilson, qua đây chào hỏi các chú đi. Được thôi, lần sau nói tiếp. Hai chú cháu Thế Kỳ và ông Trác phải ngồi chung chiếc thuyền. Cậu là cháu rể, đừng có đứng lộn bên đó. Lão già kia, vì không muốn tôi nhúng tay vào dự án bên Rooney, tới 10 tỷ đô tiền đầu tư tôi kiếm từ nước ngoài về cũng không lấy, đúng là tuyệt tình. Vậy thì đúng là lãng phí. Nè, đừng có lãng phí một ly cà phê nhỏ giọt này. Anh đừng nôn nóng, trước sau gì cũng có thể đá ông ta ra khỏi hội đồng quản trị. Nhưng bây giờ có thêm một xui gia, tôi sợ là chúng ta không thắng nổi đâu. Tôi cảm thấy kỳ lạ, xui gia của ông ta chẳng phải lần nào cũng xuất hiện trong hội đồng quản trị ủng hộ ông ta sao? Lần này sao không có mặt? Tưởng Trí Hiện không xuất hiện không ảnh hưởng gì hết. Anh cần phải hiểu rõ, sau lưng Trác Hạo Thiên còn có tứ đại hộ pháp giúp ông ta giữ cửa. Nè, tôi tra được rồi, cổ phần tập đoàn Dương Trác hiện nay Hạo Thiên nắm giữ 46%, anh 41%, Tưởng Trí Hiện 5%, tứ đại hộ pháp mỗi người 2%, tổng cộng 8%, tức là Trác Hạo Thiên bây giờ có 59% cổ phần. Nè, anh nhìn theo hướng lạc quan đi, tứ đại hộ pháp kia mặc dù nói là nhờ có Trác Hạo Thiên nâng đỡ, nhưng mà vẫn chưa tới cấp độ xui gia, cho nên 8% cổ phần kia vẫn có thể lôi kéo, bây giờ chỉ thiếu 5% mà thôi. 5% cổ phần. Nếu không phải năm xưa Trác Hạo Thiên ép ba tôi lấy 5% cổ phần ra cứu công ty, lại cấu kết với Tưởng Triết Hiện nuốt luôn 5% còn lại, thì bây giờ tôi có thể ngồi ngang hàng với ông ta rồi. Nếu như là trước đây thì 5% cổ phần kia nhất định không lấy được, nhưng mà bây giờ thì chưa chắc. Tưởng Triết Hiện và Trác Hạo Thiên là bạn tốt, nhưng mà con của họ thì chưa chắc nha. Tôi biết dạo này anh thường xuyên tạo quan hệ với Tưởng Cơ Tuấn, cũng là hy vọng 5% cổ phần của anh ta đứng về phía chúng ta. Thông minh lắm. Phú tam đại như Tưởng Cơ Tuấn ham chơi như vậy, muốn tiếp cận anh ta chắc là không khó. Trước đó tôi có gặp anh ta, cũng nói chuyện vài câu. Hôm nào hẹn anh ta ra khơi, gọi luôn anh tới. Được thôi. Cảm ơn. Cảm ơn. Nè, cheers. Cảm ơn. Thế nào hả Wilson? Rượu thì tạm ổn, nhưng mà gái thì bình thường. Người đẹp vẫn còn chưa tới thôi, tranh thủ lúc rảnh rỗi bàn chuyện làm ăn đi. Lại muốn nói tới công ty vật liệu thép đệ nhất của ông chủ anh hả? Vật liệu thép đệ nhất mặc dù là công ty mới, nhưng mà nguồn vốn bên Malaysia rất mạnh. Để họ cung cấp hàng hóa cho Bảo Diệp chắc chắn sẽ có lợi cho kinh tế. Có lợi cho kinh tế thì tốt sao? Cũng tốt chứ. Nói thế nào ta, đây là xây dựng Bảo Diệp, còn đây là vật liệu thép đệ nhất. Khi xây dựng Bảo Diệp và vật liệu thép đệ nhất làm ăn với nhau thì nguồn vốn sẽ chảy ra. Nhìn bề ngoài thì nó đang chảy vào đây. Chỉ có điều, nếu như đúng lúc Wilson anh có hứng thú mở một vài công ty vận chuyển, thì số tiền này cuối cùng sẽ về lại bên này. Cả quá trình công ty chúng tôi chỉ lấy số tiền nhỏ là đủ, quan trọng nhất là hợp tác lâu dài. Anh tốt, tất cả đều tốt.